Rồi, chị chào bác khách ở Hà Nội nha. Thì đây là con ruột gan chi tiết của con lúc mà anh là 58A chị gửi cho bác nha. Ha, em mở ra vệ sinh luôn nè và quay luôn cho bác nha. Máy còn rất đẹp mà không một vết tan xét nào cả. Kể cả cái nào vàng nó vẫn còn vàng 7 màu nha. À, rất là đẹp. Máy còn khá là mới á. À, đây là phần dưới bụng nè, đây, phần bên trên đây, hai tụ lục nguồn khá là to nhé, hai tụ lục nguồn, à, tăng phô, lại là bốn sò sắt Hitachi nè, em quay là dễ thấy nha, bốn sò sắt Hitachi ha, sò riêng hết nha, đây là mạch nè, nguyên zin 100% cho bác chơi, ha. Đây là phần về nội thất luôn. Rồi, hộp gỗ riêng của nó nè bác. Hộp gỗ riêng này nha. Hộp gỗ đẹp keng á, không mẻ. Rồi em sẽ ráp lại và test luôn để gửi cho bác nha. Rồi ha, thì em nó được ráp lại vào vỏ gỗ anh em nha. Ha, và đây là hình ảnh cụ thể của con lúc mà 58A gửi cho bác khách ở Hà Nội nha. Rất là đẹp luôn, đẹp hơn ngày hôm qua ha. Hôm qua còn dơ, hôm nay vệ sinh sạch sẽ rồi. Rất là đẹp. Hộp gỗ luôn, nguyên zin 100%, không có tân trang luôn, không có tút tít gì cả. Nguyên mộc. Rồi hôm nay em ghép tạm với cái đầu CD Sony 333 ESA ha, giá 4.300.000 đồng cho anh em nhé. Anh em yêu phone cho em. Rồi, vẫn là cặp loa Beoner CS S9553 La Mã nha, tuyệt đẹp. Thank you.
Thì đối với những con ly thì chắc anh em nghe là cảm nhận nó rất là ngọt nha, ngọt ngào. Thì đây em cũng xin kết thúc ha. Anh em là yêu những sản phẩm nào còn lại thì hãy phone cho em qua số điện thoại 03436 12345. Và sáng nay thì hai con ly Marang BM90 và BM94 Limited cũng đã theo các bác chủ đến tại shop mua luôn rồi sáng nay anh em nha. Thì em xin kết thúc, xin cảm ơn em rất nhiều.